Thanh niên háo hức khẳng định mình sắp đổi đời khi đăng clip bát hương cháy rụi, nhưng cộng đồng mạng lại cảnh báo đáng sợ. Nhiều người tin vào tâm linh cho rằng hiện tượng bát hương đột nhiên bốc cháy trên bàn thờ được xem là điềm báo từ cõi âm, còn được gọi là hóa dương. Đây là điềm báo may mắn, thanh niên này cũng cho rằng như vậy. Thậm chí anh chàng còn cố tình để nhang trên bàn thờ thật đầy để giúp cho nó liên tục cháy, mang vận may vào nhà. Anh chàng khẳng định mình sắp sửa đổi đời, thêm nhà, thêm xe, thêm công việc. Có lẽ trước đó anh đã từng trải qua và khá suôn sẻ nên mới lạc quan như thế. Tuy nhiên, sau khi anh chàng đăng tải clip này lên mạng xã hội, ở dưới phần bình luận, rất đông cư dân mạng sau khi đã từng trải qua hiện tượng lạ này lại comment vô cùng lạnh gáy như: sáng nhà mình cháy bát hương, tối cha mình mất, nay cũng gần 49 ngày cha mình đi rồi. Nhà mình cháy 3 lần, 2 lần trên bàn thờ mẹ Quan Âm, 1 lần là bàn thờ thần tài, cháy rụi âm ỉ khói ngung sạch luôn, và thế là gia đình mình trắng tay, nợ nần và mất sạch tiền, xui lại 2 năm nay rồi. Ủa sao bát hương ông địa nhà mình cũng cháy mà chỉ khói không có lửa, và sau vài ngày mẹ chồng mình nhập viện, vợ chồng cãi nhau rùm beng. Hôm bữa quán em bị vậy, không có khách luôn, buôn bán ế ẩm, lấy đâu ra mà mua xe mua nhà vậy anh? Sau khi nhận được những bình luận này, thanh niên đã có giải thích. Tùy theo hướng cháy của bát nhang mà có thể đoán được, tài vận nếu như cháy từ trên xuống sẽ cực kỳ may mắn. Nhưng ngược lại thì gia đình lục đục, tán gia bại sản. Bạn có tin vào hiện tượng mà nam thanh niên này nói hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!